nhà anh em đi kéo chuột vừa bắt gắn luôn cái nhà, thì vừa ếch vừa gắn luôn cái nhà ha, được bao nhiêu nè, chút nữa chế biến chiều cường quay cho cái nhà xem nó ha. Thì cảm ơn Bảo Nam đã phụ tiếp làm gắn luôn cái nhà. Đó, bây giờ là mình làm món hầm sả như cái nhà. Rồi còn một con gắn cái clip trước bắt được cái nhà, rất to nữa cái nhà. Thì gắn đó mình chưa làm đâu cái nhà. Hiện tại gắn đó chừa ngày mai ăn tại quá nhiều gắn cả nhà. Còn ở đây một thao chuột nữa cả nhà. Bên kia thì Bảo Nam làm gắn. Còn bên này làm chuột nha nhà, một thao chuột nha cả nhà. Còn ếch á, thì chiều cường cho Thiện ba anh em cùng tem chia cho ếch nó ăn, nó lấy chuột mới cả nhà. Thì cho nó mới thì chừa lại mới, còn ếch thì chiều cường cho hết cả nhà. Chỉ là chừa một con thôi, mấy mấy em nó không chịu ăn ếch ấy, ăn chuột đó, ăn gắn đó cả nhà. Thì chiều cường cho hết đó cả nhà, chiều cường cho chừa có một con bự để cho quý làm cho quý Phong ăn thôi. Đây một con ếch bự nữa cả nhà. Đây, mấy đứa nó không có chịu lấy gắn ăn đó cả nhà, thì cho gắn chiều cường hết. Chiều cường chỉ bắt con bự này thôi, còn mấy con kia bự bự nhiều lắm cái nhà. Cái nhà bắt có clip trước á, chiều cường có quay cái nhà xem á, rồi chỉ chiều cường lấy con một à, còn như cho mấy em chia trong tem ăn hết đó cái nhà. Thì hiện tại chừa nhiều đó. Hôm nay quan liệu vô đồ bếp nữa cái nhà. Hôm nay quan liệu vô đồ bếp hầm cá hầm sả nha cái nhà. Đây chuẩn bị nè cái nhà. Đây cái nhà gỗ gắn nha cái nhà. Còn ở đây mình sẽ bỏ củ cải với củ cà rốt vô nữa cái nhà ha, lần này làm cho nó ngon cái nhà. Còn chuột cái nhà, chiều cường chỉ lấy hai con để nướng làm xương xương chiều nay thôi cái nhà. Còn nhiều thì ướp để mai chiên đi đi làm á cái nhà, mai chiên gói cơm đi làm cái nhà. Rồi lấy hai con nướng cái nhà, hai con bự nhất. Thì gắn đó gắn gì quan tên nó gắn kia kìa, gắn mà còn gắn hổ ngựa bự á cái nhà. Thì chiều cường chưa làm nghe cái nhà, chiều cường chưa lại bao nhiêu gắn là nói chung ra ăn không hết cái nhà. Mấy em nó không chịu lấy gắn ăn á cái nhà, thì chiều cường cho ớt hết rồi. Gắn hổ ngựa cũng còn luôn cái nhà. Mà qua mình chuẩn bị nước dừa nè cái nhà. Đây một xô nước dừa, củ cà rốt. Đây, bây giờ qua ăn liệu chế dầu ăn nha. Đây là xài dầu ăn nha cái nhà. Khói với cái nhà, mưa nữa cái nhà, nói không biết cái nhà nghe rõ hay không ha. Xào quan liệu xào tỏi cái nhà. Bầm tỏi với tả thì để chung luôn nha cả nhà. Con bây giờ cạo sống một con để tỏi với tả cho nha. Đỏ tỏi với đỏ xả mình để gắn vô luôn cả nhà. Mới quá cả nhà ơi. Có thơm mùi xả chứ thì bỏ cái nhà ba liệu thơm nữa nha. Quan liệu cũng bắt hay mà làm cũng hay cái nhà, về nhà vẫn làm đồ ăn nữa cái nhà ơi. Tại có hai anh em Thiện với Vinh với Út rồi nó về hết đi cái nhà.
kêu nó ở lại làm sĩ đồ nó không chịu cái nhà, tại mấy đứa nó nhà rất xa cái nhà, nó gán lại phụ chịu cường. Rồi sao gắn với xã xã mình tắt bút bút á, mình đã vô luôn nha cả nhà. Đây cái nhà nó lỗ không, nó hơi vàng vàng cái nhà. Chảo luôn cả nhà ơi. Thấy thương Triều Cường với Quang Liệu cả nhà, hãy cho Cường một like và đăng ký kênh để ủng hộ Triều Cường với Quang Liệu nghe cả nhà. Hôm nay vì mưa quá, nói chuyện không biết cả nhà có nghe được hay không cả nhà, mưa cũng lớn cả nhà ơi. Khói quá cả nhà, vì mưa cả nhà, khói nó vòng vòng quá trời. Thấy gắn mà thấy kẹp Quang Liệu khóc luôn nè cả nhà. Đây băng lơ băng gì ba chấm nước mắm mới đây nha. Cho bột ngọt vô luôn đi, đổ hết đấy, chưa đổ keo với bột ngọt trên kia, đổ hết nhiêu đó chút nêm nếm lại nữa cho nó thấm, cho nó thấm chút rồi mới đổ nước rồi mới nêm nếm thêm cái nha. Bây giờ hiện tại đổ chỉ nước mắm với bột ngọt trước nha, chừng nào đổ nước dừa vô mới nêm nếm thêm cái nha. Thấy thơm rồi cả nhà ơi. Ừ mà khói quá. Triều Cường với Quang Liệu làm cái món gì cũng phải có nước dừa cái nha. Từ khi đi ngoài đồng nữa cái nhà không có nước dừa. Còn là xài nước dừa không nên cái nhà, không có xài nước lã nha. Đây cái nhà, mình xào cho nó săn cái là mình đổ nước dừa vô vậy nè cái nhà. Rồi Triều Cường sẽ tắt máy cái nhà, gọt củ cà rốt nha. Đây. Triều Cường sẽ đi gọt củ cà rốt. Đây nè, Triều Cường mới mua hồi nãy nè cả nhà. Đây. Quang Liệu nó thử nghe cả nhà. Đây cả nhà. Chưa bỏ củ cà rốt vô nữa cả nhà. Mưa quá không biết Triều Cường với Quang Liệu nói cái nhà có nghe được hay không. Tại sao cái này cái bỏ vô đi, coi chừng nó ngọt quá nghe, tại xài bằng nước dừa rồi đổ vô được rồi đó, đổ củ cà rốt vô được đó Quang. Thấy vị gắn này nó mau gục lắm. Đổ vô nha cái nhà. Đó củ cà rốt nghe nha, củ cải trắng, củ cà rốt, chảo luôn cả nhà ơi, chảo nữa cả nhà, xay mồi nữa rồi.
chị Phượng cái quan liệu ghé thăm chị Phượng cái quan liệu nha. Quan liệu nêm nếm cái nha. Ôi, hết hồn luôn cả nhà ơi. Nóng quá. À, lạ quá cả nhà ơi. Biết rồi. Thôi mưa quá cái nhà, nhiều khi anh em Triều Cường nói cũng không nghe cái nhà. Đây Triều Cường tắt máy cái, chừng nào chín là Triều Cường dọn cái nhà xem ha. Rồi. Cái nhà quan liệu làm quan Triều Cường với quan liệu làm xong là phải múc cho mẹ gửi cho cha luôn cái nhà. Để trên thủ thờ ông nội á. Ráng làm xong là quan liệu phải đưa cho cha mẹ trước nha cái nhà. Đây thịt không này cả nhà. Rồi. Thịt quá trời thịt luôn cả nhà ơi. Đủ không? Đủ rồi. Cầm em bút để cho ba mình. Lấy chén á. Chén. Ừ. Phần này mình múc cho mẹ mình đấy cái nha, cho mẹ với mấy đứa cháu ăn cơm cái nha. Còn nhiều thì Triều Cường với quan liệu để làm xương xương cái nha, múc cho nhiều đi ít dữ vậy. Triều Cường với quan liệu còn nhóc luôn cái nha, còn đóng luôn cái nha. Đó. Múc thao rồi còn cỡ này cái nha. Chị để đây nè. Người vẽ hả? Người vẽ trên. Lấy cái gì đại đi. Người vẽ trên nhà mới có. Trong nhà. Đeo quan liệu giờ xớt qua thao nhỏ nha cái nha. Nếu mà mình để nó nguội nguội mình hâm lại bếp ga cái nha. Đó. Ê cháy dép lào tao. Ủa mày dép tới bỏ. Đó. Giờ mình xớt ra thao cái nha. Đầy thao nữa cái nhà, hai thao luôn cái nha. Mình ăn củ cải nó phải ăn rồi. Quan liệu lấy đồ múc để cho thao cái nhà ha. Ồ, quyền thao nữa cái nhà. Cả nhà nếu mà xuống quê Triều Cường chơi cái nhà thì muốn ăn gắn hoặc ăn chuột thì cả nhà cứ điện thoại vào Triều Cường nha. Nếu muốn qua nhà Triều Cường chơi thì Triều Cường ra tiếp đón cả nhà. Đây. Ngon cả nhà. Quá ngon cả nhà. Bây giờ tới món Triều Cường này cả nhà. Đó, quan liệu nó nướng hai con cái nha. Đây nướng hai con nướng chuột, hai con ướp chao nha cái nha. Chuột này mình ướp chao sẵn rồi cái nha. Giờ nướng nha. Đấy, bây giờ nè, bây giờ mình lên vứt cái kia trước đi. Rồi đem để đây đi. Dọn ở trên trước đi. Nè cái nha.
giờ nướng bỏ đây nghe cái nha. Chút nữa chưa cường quay cho cái nhà xem nữa ha. Rồi, bây giờ đi ăn ra gắn cho nó kịp nóng cái nhà mới nó ngon cái nhà ha. À, hiện tại giờ cũng món chín rồi cái nhà. Rồi cái nhà có biết cái món này là món gì không cái nhà? Ốc hương xào ớt nha cái nhà. Đây là ốc hương mình cái nhà. Bà xã mình làm cái món này nhưng mà chiều cường không có được làm ẩm thực cho cái nhà xem á, vì đi clip trước đi kiếm chuột cái nhà. Kiếm chuột kiếm gắn cái nhà. Đây. Một hai ông cái nhà, có hai anh em cái nhà. Này. Đây có rượu nữa nghe, cái nhà bên đây no mồi luôn rồi. Thì hai anh em dắt chiều làm cũng làm sương sương cái nhà hiện tại bây giờ. Làm xong là cũng 4 giờ mấy rồi cái nhà. Để quăng liệu thử gắn cho nó. Quăng liệu cho cái nhà xem ha. Gắn ngục luôn, không có dai nữa cái mềm sụm luôn phải không? Ngục quá tuyệt cả nhà, đảo quá. Này mừng luôn, như cường đang làm caramel. Hôm nay quan điều quốc thơm to này. Này chiều cường sẽ kêu caramel ra quay cho chiều cường chút nha. Này giao cho caramel quay chút nha. Này chiều cường nhớ ăn với bạn Nguyễn. Đây cái nhà đây, rồi cái nhà ví dụ với quan liệu nhân cái nhà. À ốc thường là xào vậy cũng là quý rồi mà còn thêm một thao này nữa, quá ngon cái nhà no mồi nữa rồi. Cái nhà chiều từng người cái nhà ha, một phút gắn nha. À quên á. Mời cái nhà thêm mời Thiện, mời Vinh, mời Út đó nha. À, trong tem chị vừa đi bắt không cái nhà. Vì hai em đường rất xa cái nhà nên về nhà sớm rồi nên là không kịp rồi ăn cho hai em, ba em như cái nhà. Mấy đứa em nó về hết rồi. À, mời ba em luôn nha. Thiện, Vinh, Út nha. Cùng ăn luôn nha. Nè, một con đó. Xả lắm. Rất ngon cả nhà. Thêm mình làm bằng nước dừa không cả nhà. Rồi thêm củ cải, củ cà rốt nó ra nước ngọt lắm cả nhà. Mình còn một bó nữa cả nhà, còn hai con chuột nướng bự chặt quá. Rồi. Nó cũng bữa nay ngon luôn. Rồi luôn. Bút nữa cả nhà. Rồi mời caramel nhất rồi. Caramel ơi. Caramel. Quá đã. À bà nhà ơi. Thịt ngọt cái nhà ơi. Đó. Cái nhà. À, thịt trắng thế nhà. Mời cái nhà thêm lên nữa cái nhà. Bạc. Mày quan điểm chưa người Út với Vinh với Thiện nha. Nãy quên. Nãy mê mồi quá quên. Quên ba anh em rồi. Tạo quá cả nhà ơi. Củ cải trắng cũng ngon mà. Vừa luôn. Cứ mềm cũng ăn, cứ mềm cũng ăn. Củ cải vào đốt nha. Tạo quá cả nhà ơi. Caramel chạy đốt nhé.
cái chuyện gì caramel nó cả nhà lại tới nhà là phải bắt bay gì đó. Mình làm bằng nước dừa rất là ngọt cái nhà, ngọt thề luôn. Nước dừa không nha, muốn pha nước lã vô cái nhà. Bây giờ mình mời tất cả bà con cô bác gần xa, cả nhà mình, bạn bè gần xa luôn ha, rồi thêm thứ ba thì cả nhà ơi nhớ ủng hộ Chiều Cường những quan điểm nhé, đăng ký kênh, subscribe để Chiều Cường những quan điểm có động lực để đi quay những cái clip mà sinh tồn cái này kia có nhiều hơn cả nhà. Thì cả nhà thấy Chiều Cường những quan điểm nhớ bình luận ở bên dưới, nếu cả nhà muốn Chiều Cường nguyên liệu đi sinh tồn thì bình luận, còn muốn đi săn bắt thì bình luận nha, thì Chiều Cường đáp ứng hết tất cả. Vàng nãy giờ được lên người cả nhà, đây là ốc hương cả nhà, ốc hương nha, là bà xã mình xào ở nhà xào á, thành ra không được quay cả nhà. Cái miếng ớt cái clip mà Chiều Cường làm ốc hương xào lăng thì Chiều Cường có đăng rồi, nhưng mà cái clip mà xào ớt á thì Chiều Cường chưa đăng nha cả nhà. Chiều Cường dự định là quay clip này lên để làm, nhưng mà Chiều Cường muốn đi clip trước đi kiếm chỗ cái gì trễ quá làm cái gì cả nhà, nên mà xả làm trước để sẵn cho Chiều Cường chúng quan quan liệu. Đây Chiều Cường còn nướng hai con chuột nữa cả nhà. Đây cả nhà. Để coi chín chưa ha. Rồi cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Đây Chiều Cường chở nha. Quá ngon luôn cả nhà. Chở bề, chở mặt nó. Đó, đây cả nhà. Rồi, hai con chuột này Chiều Cường ướp chao nha cả nhà. Ướp chao nướng cả nhà. Quá thơm cả nhà ơi. Rồi lửa riu riu gì cái nha, mới ngon nha, đừng lửa mạnh quá là hết ngon cái nha. Đây cái nha, chuột chín cái nha, nướng có hai con nghe cái nha, lại có hai anh em cái nha. Ồ cái nha, đây quan liệu con Chiều Cường con này cái nha, cỡ này không cả nhà ơi, cỡ cái nha cái này để dưới. Ngày luôn rồi, ngày quất luôn rồi cả nhà. Cả nhà nóng lắm, nóng lắm. Anh đi chợ lục đi. Lục đi, để lục. Nay tới ngày ngon luôn rồi. Vừa mời cái nhà. Giòn khẩu. Ngon. Cho tem nhỏ ăn chứ. Không ăn à? Không ăn đâu. Dạ, ăn cho. Dừa. Ướp dừa luôn á. Thơm mùi chao cả nhà ơi. Chiều Cường ướp chao nướng cái nha. Ướp chiên chao nướng nha. Dù phê quá cả nhà. Dừa. Một nồi này gần hết, hai anh em ăn gần hết cái nha. Nhức cái đất luôn nè. Rồi thêm hai con chuột nữa cái nha. Quá rồi. Dạ. Ăn một. Nãy giờ có nhiêu độ đâu cả nhà, nhưng mà ăn mồi nãy giờ no mồi cả nhà ơi. Giờ được món mới nữa kìa, được món mới nữa cả nhà. Tại Chiều Cường nướng có hai con cả nhà, tại cái kia bỏ tủ lạnh hết cả nhà. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn cuộc nha. Giòn hấu luôn nướng. Cái món ướp chao này Chiều Cường làm rất nhiều, rất là ngon cả nhà. Chiều Cường làm cho mấy người bạn qua đây chơi cả nhà, người ta khen ngon cả nhà, ướp chao rất là ngon luôn. Chạy có làm đợt Chiều Cường không quay, không chưa biết đăng clip cả nhà,
kiểu này miếng ta kiểu vừa nó nướng rồi ngon. Hai tới cái chỗ khúc con này ăn chưa? Chưa. Rồi con nó mập phú luôn, mỡ không luôn, mỡ không luôn. Con này chuột đực nè, bởi vì nó dài nè, này chuột cái chị vừa mời cái nhà nó đi nữa ha. Xé đùi đi. Ăn đùi nè. Để chị cần xé miếng đùi cho Văn Liệu ha. Đây mời Văn Liệu. Đây à. Ăn không? Biết con ăn đùi không? Rồi cha để cho đây nè, chừng nào mũi con ăn ha. Chị Cường cũng chân trước nha, chị Cường ăn cái ngực kìa, chị Cường phải ăn cái ngực. Đây cái nhà, đây cái nhà ơi, cái đùi nè, chị Cường tặng cho Quang Liệu nãy. Thơm đùi gà nó khá nhậu không? Đùi gà Quang Liệu đổi này, Quang Liệu không đổi nha. Có cái chỗ đó đâu đổi. Đã quá cái nhà ơi. Nếu mà ướp vậy, ướp đừng cho nó đặc quá. Ướp vừa thôi. Nãy đổ có nước không? Chứ lấy miếng chao mình quậy cho nó đều rồi mình ướp vô. Nào nó mặn vừa luôn. Mời cái nhà mình đi nữa ha. Con lấy cỡ này cho mình. Thiện ơi, bữa nay nướng có hai con mà với Vinh ơi với Út ơi nướng có hai con ít lắm. Còn đây bà. Cái Văn Liệu ôm người cái nhà. Gắn còn rất nhiều cái nhà. Ăn nãy giờ mà ăn hết luôn cái nhà. Ăn rồi á cái nhà. Nãy giờ ăn mồi quá trời no mồi cái nhà. À, thôi cái nhà, hẹn cái nhà clip sau ha. Clip nãy giờ cũng khá dài cái nhà. Chiều cường với Quang Liệu hẹn cái nhà vào clip sau để clip sau. Bye bye, bye, bye. Camera bỏ xuống là cả nhà nhảy xuống liền, nhảy xuống liền nè cả nhà. Không phải là Chiều Cường muốn đăng clip dài đâu cả nhà, camera nó chảy nước miếng nó nhảy xuống nó quất liền cả nhà. Ăn đếm không kịp luôn cả nhà. Còn cái đùi kìa, hai cái đùi kìa. Đó, đó cả nhà. Camera bỏ máy xuống là Chiều Cường quay lén nha cả nhà. Bỏ xuống là chụp liền nha cả nhà. Thôi là cả nhà ơi, clip cũng khá dài ha. Chiều Cường hẹn vào cả nhà vào clip sau ha. Đây Quang Liệu nè cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha.